10 cây nữa nha cả nhà. Coi còn đơn nào nữa không ha. Đủ nổ đơn 45.000 nữa nè mọi người. 45 người tới nhà luôn. Rồi ok, xin chào tất cả anh em mình ha. Thì hiện tại bây giờ là 11:42 ngày 20 tháng 11. Ngày này thì chắc ai cũng biết là ngày nhà giáo Việt Nam rồi đúng không ạ. Thì trong video này mà có anh chị em nào làm bên ngành giáo dục thì chúc tất cả các thầy cô có ngày lễ nhà giáo Việt Nam thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, luôn đào tạo những học sinh tài năng trong tương lai nha. Giáo viên là ngành đáng trân trọng, một năm trồng cây bằng trăm năm trồng người đó mọi người. Rồi thì bữa nay thứ hai ha, nói chung là ngày nào tuần nào cũng như tuần đó, cũng tới trưa tới chờ mới chịu ra xe. Ok thì để hôm nay mình làm video xem chạy thế nào, ổn hay không. Chứ hôm giờ thấy mình ít chạy đơn mối mọi người. Ít chạy đơn mối lại thì app nó nổ đỡ hơn lại. Chứ hôm trước mình phá app nhiều quá, nổ lẹt tẹt 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 tẹt. Bây giờ mình cài app lại thì để xem định hình nó ổn hay không ha. Hôm qua thì cũng ốp, hôm qua ốp không có chạy. App chưa có xu nào nha. Mình đang ở Linh Xuân đây. Bây giờ mình di chuyển xuống Phạm Đồng để xem định hôm nay chạy như nào anh em ha. Ok, chúc tất cả anh em mình nhiều sức khỏe ha. Cố gắng đi, ngày nào cũng vậy, khó khăn chắc chồng. Rồi ok, cùng hành trình nữa nha anh em ơi. Nhớ subscribe ủng hộ kênh mình nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây là tôi. Là tôi đây. Ok thôi, bây giờ mình vô mình ăn xong cái, mình tắt áp vô mình ăn xong cái tí mình hoạt động lại sau nha mọi người. Vô ăn bún cá cái nha. Vô ăn bún cá Châu Đốc hết đây. Ok. Sau khi đã làm xong một tô bún cá, mặc dù cá không có là mấy, bởi vì chỉ có 20.000 một tô thôi, thì bây giờ mình mặc áp lên lại và mình di chuyển ra ngoài đây. Người ta nói căng da bụng thì trùng da mắt, mà không biết là gáp nó nói mình ăn xong rồi mày đi ngủ đi, chưa có đơn đâu. Chứ mấy cái vụ mà mới mở áp ra chưa chạy mà cứ bật tắt rồi là chua lắm đó nha. Ok thôi, ăn muối giờ mình đi ngồi nghỉ xíu, từ có đơn cũng được, là không có cũng được, có đi về. Tới giờ mình làm việc rồi nha mọi người ơi, có đơn rồi, 12:57 nha. Tới ca mình làm rồi đó nha, ca 8.000 đó nha. Ok đi làm việc thôi anh em ơi. Ok, 16 ca đầu tiên, tiếp 4 ca nha. Ơi giờ vô ca làm việc rồi, phát đơn chạy cho ok xíu coi bạn gáp ơi. Đừng có vô ca xong rồi hết hàng nha. Nói chung là không vì sao chứ áp mình thì đôi khi là nó bước đầu tiên mà nó khởi động được rồi, miễn sao nó nổ cũng gọi là được. Mà không biết hôm nay sao, để xem. Má ơi, 40 phút mới có đơn mấy má ơi. Trời ơi, đâu 11.000 nữa chứ. Hôm nay là bắt ổn rồi, có đơn đầu tiên rồi mà nãy giờ có 40 phút mới có đơn tiếp theo, khoái thật sự. Để xem này bắt ổn đến mức độ nào á mọi người ha. Đơn này là bánh kem á mọi người. Nói chung là đi gần là mình còn lấy được, chứ mấy đơn bánh kem này đi xa thôi cũng thua. Anh em nào mà chạy mấy cái đơn bánh kem là hiểu. Nên là đơn này đi con cây máy thôi, mình đi cho khách luôn. Trời mà nắng cái đi hồi đó là nó chảy hết bánh kem luôn. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Ok, mới hoàn thành đơn khủng nha. Đơn khủng long bạo chúa luôn nha mọi người. 10.000, thật là không thể tin nổi. Sau khoảng gần 30 phút thì lại có một đơn 10.000. Sáng giờ mà 2-3 tiếng rồi 3 đơn. Để tôi coi, tôi chống mắt lên tôi coi mày. Mày đàn áp tôi tới khi nào đây hả? Chống mắt lên tôi coi. Ok, mày đi tôi đi. Thì thở vô nha mọi người. Cố gắng. Không quạo nha. Cố gắng niềm nở. Rồi sau đâu đó gần 10 phút thì nó cho được đơn 21.000 nè mọi người. Chỗ bệnh viện quận Thủ Đức, đi xuống gần khu Gigamon nha. Được lớn lên từ từ rồi đó. Ok, tiếp tục là đơn 8.000 nha anh chị ơi. 8.000, 9.000 vậy đi. Có đơn là được rồi, có dám nói gì đâu nè. Mình thấy cái định vị nó nằm ngoài đường Phạm Văn Đồng luôn hả? Dạ, em muốn tới cái trạm xe buýt đối
Là ở bên bên đây đường hay dạ, là bên dạ, đây đường? Dạ, bên đây đường luôn. À là nằm ở bên đường dạ, trong đúng không? Ok, ủa, đường trong đâu có chạm xe buýt đâu. Nằm đường ngoài. Ý là mình đi bộ lên đó được đúng không? Dạ đúng rồi. Ok. Bây giờ mình thấy đường lớn nè anh em ơi. 46.000 nha. Tổng đường 71.000 đi về quốc lộ 1A. Lấy đơn xong nha mọi người ơi. Lẩu bò chừng 8 cái lẩu vậy trời coi nè. Chừng 8 cái lẩu bò vậy. Thất kệ, bạn trả được, có là vui rồi. Ôi nhà mình đặt lẩu bò đúng không ta? Dạ đúng. Xe bà trả bao nhiêu? Chưa. Chưa từ xe. 71. 71. Rồi, hết. Dạ chuyển rồi, nó qua được. Xong đơn hàng 71.000 chuyển khoản đúng 71k nha mọi người. Được. Chứ đòi nhiêu? 71 thì sẽ trả 71 chứ đòi nhiêu? Bây giờ anh muốn đòi nhiêu? Muốn ăn đồng tiền người ta đâu phải dễ đâu mà. Lúc nào đòi bò, đòi bò. Khó lắm anh ơi. Chỉ như người cùng khổ mới hiểu nhau thôi. Alo. Em mới vô thấy là chị gọi đây nè chị, em coi cái em chưa thấy cái hàng. Cái tủ lạnh nhỏ, nhưng mà nó nhỏ thì nó không có nhỏ lắm đâu, nó nhiều chừng quá. Nó dài khoảng bao nhiêu vậy chị? Chắc mét mét hơn, mét 4, mét 2, ba mét, nó không biết rồi thôi. À, bự dữ vậy hả ta, giờ nếu mà chở cái này, em phải tới coi coi sao chứ, để em vô coi được cái coi sao đây. Đây là tiện em vô coi. Thì để em vô coi được thì em chở không được thôi. Cái mày hả? Mang tại đi ha. Vô coi cái tưởng cái đủ này chứ. Dài dữ thằng vậy ta. Nè, 6 mét 2, mét 3 hả? Sợ ngã với lại giao thông nữa đó chị. Vậy thôi để em hủy đi ha. Chiếc này chở bằng xe máy được đúng không? Không, phải xe máy hồi chiều người chở hàng, người ta có cái ba ga gì đó. À, có cái ba ga. Nhiều khi người ta cũng không dám chở nữa, sợ giao thông bắt á. À, sao mà ba ga thì là không chở nữa. Sao kỳ vậy? Chị hỏi ổng kêu chứ ông bảo ổng chưa được phép chạy ăn phố đông này. Ủa là ý là đặt ba bánh ở trên app á hả? Không, chị đặt chị gọi bình thường á. Chị gọi cái người quen giới thiệu á. Chết bà, em hủy xong hồi nãy nhảy qua tài xế khác nữa quên em kêu chị hủy. Hủy rồi mọi người ơi. Nói chung là tủ lạnh nó dài có mét 2, mét 3. Nó nở bự quá ấy. Đi mình nếu mà mình chở ra nó dư ra cỡ mỗi bên cỡ 30 đó. 30, 40 chứ không biết đâu. Nói chung là nguy hiểm về đi đường nữa. Nhiều khi nó đổ ngã hoặc là giao thông bắt cái nữa. Với lại mình thấy hàng lớn quá là mình không chở mọi người. Không chở là cũng không có kèo giá luôn. Còn ai kèo giá được thì kèo thôi. Mình no là no. Anh kia nãy anh chạy vô không biết anh chạy có nhận không để mình tranh. Anh có ra không? Ba ga nhưng mà cái đó nó vẫn dài quá. Anh đậu xe vô này để cái tủ lạnh luôn mà. À cả cái tủ lạnh mà. Ủa, em đo sơ sơ là hơn mét 2 đó. Chứ mấy cái đó nếu mà chở thì đi chắc cũng được á nhưng mà nó bị xui cái là lụm cái là ăn mày luôn. Nó đi mà nó lo gì. Nói chung là đi mà cứ thấp thỏm đó thỏm không? Nhiều khi ăn biết được cho thêm 50.000 đi mà. Đúng rồi, chưa thấy mà nhiều khi mình nó da quẹt với người ta còn chết nữa đó chứ không phải giỡn đâu. Tiền thì đúng rồi, ai đi làm cũng ham thiệt. Dạ. Chứ. Mới gan đồ tiếu mọi người. Mà không dám quay sợ mọi người nói mình lạm dụng thời gian của khách quá, đang giao hàng mà. Mày dừng ăn hoài ha. Mà giờ lỡ nói luôn rồi đó. Sáng ăn bún cào gù quá, giờ lại ăn hủ tiếu, chưa có hộp cơm nữa hết. Chứ mình ăn nhanh lắm. Chưa tới 7 phút rồi xong. Giờ xem như hôm nay là không có cơm ăn luôn. Là đói luôn. Mình quay tới đoạn này đi ha. Quay đoạn này đi, tại vì giờ là đầu giờ chiều, vô giờ chiều, vô giờ cao điểm rồi. Thì nếu mà nó không có gì hấp dẫn thì ngoài vấn đề kẹt xe thôi. Với app mình thì giờ nó đã nổ rồi, với lại xuống trung tâm nữa. Giờ cao điểm thì tất nhiên là nó phải nổ bình thường rồi. Nếu nó có gì hấp dẫn hay là bất thường thì mình sẽ quay lại cho anh em ha. Còn không thì để tới tối gần về rồi mình quay cho anh em coi ha. Vì nãy giờ thì nó nổ bình thường á, hết giai đoạn treo rồi.
giờ nó mở còng cho mình rồi, cho nên là chạy là vẫn được. Để xem là để tối coi nó được nhiêu ha mọi người ha. Về hai ba chân người đang ở Vincom Đồng Khởi đón khách đây nha mọi người. Vincom Đồng Khởi sáng giờ mới thấy được đơn trên 50.000 nè mọi người. Ok, chuyến này về này chắc Bình Thạnh này mình điều hướng về luôn ha, 57.000 đang quận 12 nha, sáng giờ mới thấy. Rồi được rồi, được rồi, được. Đủ được rồi. Đường thoáng cho cầm bỏ vô giùm con. 86 bữa tiền nữa đi rồi, cảm ơn nhé. Sơn điều hướng về thôi mọi người ơi. Ok, thì với lịch nhận cuốc dày đặc hôm nay thì mình nghĩ điều hướng sẽ có cuốc nha. Còn không có nữa là đi xe không về luôn. Nói chung là giờ này cũng gần 10 giờ mọi người. Mình đi về. Mình cũng đặt mục tiêu là lấy thưởng nữa, cho nên là thôi. Giờ cũng đâu gần 300 ngọc rồi đó. Giờ là 280 mấy ngọc là phải chạy 7-8 cuốc xe nữa. Đu không nổi. Nên là mình điều hướng về nha mọi người ha. Thì ở đây nó cũng gần được Phan Xích Long đó mọi người. Thay vì mình di chuyển vô trung tâm quận 1 thì bây giờ mình chỉ di chuyển qua nhánh Phan Xích Long ha. Tại vì nhánh bên đó quán nhậu rất chi là đông, mà giờ này đến giờ về rồi. Chứ vào vòng khu này thì giờ họ đóng cửa hết. Giờ chỉ vô mấy quán nhậu thôi. Ok, có đơn nè mọi người. 47.000 đi về lại gì trời. Đi qua nhánh kia luôn hả. Hảo rồi chứ, nó cho mình qua nhánh bên đường Võ Nguyên Giáp luôn mới ghê chứ. Cho qua đó là còn xa, là hy vọng qua đó còn cuốc nữa về nhà. Okay. 68.000 rồi, em cảm ơn. Ok, để mình coi còn bao nhiêu cây nữa về tới nhà đây. 10 cây nữa nha cả nhà, để coi còn đơn nào nữa không ha. Đủ nổ đơn 45.000 nữa nè mọi người. 45 người tới nhà luôn. quá đã, được 45.000 nữa nha. Còn lành. 66.000 nha. Rồi, cảm ơn nha. Ok, xong rồi nha cả nhà ơi. Đăng lên. Rồi ok ha, thì mình cho anh em coi thu nhập cái rồi mình đi về ha. Thì tổng hôm nay mình được 503.000 ha. Thì được là 21 cuốc xe. Nhưng mà bình thường 13 giờ hàng cuốc xe là khá nhiều rồi. Được mấy cuốc sau thì nó cũng đỡ nè, 45, 47, 57 nè. Nhưng mà giai đoạn buổi sáng đi trưa thì nó cũng không hẳn là đưa đò mọi người. Mà nó cứ cũng có lai gai ba mấy rồi hai mấy, mười mấy kia vậy đó, nó không cao thôi. Cuốc đầu tiên là 12:56 ha, tính 1 giờ đi, là 10 tiếng thôi. Chỉ có hiểu một cuốc một thôi. Cuốc kia cái hàng lớn thôi. Đó thì năm nay là cũng được 500 mấy. Nói chung là trừ chi phí rồi chắc còn 400 mọi người ạ. Hôm nay dậy thì thấy buổi sáng nó bấp bênh vậy, nhưng mà buổi chiều nó vớt lại cũng đỡ. Chứ thấy buổi sáng là hơi gầu, còn 3 tiếng mà được có 30.000. Nên là buổi chiều chạy xì khói lại nó cũng đỡ. Ngày này ngày kia chạy mối thì nó cũng có lợi cái mối, chạy áp thì có lợi cái áp. Ngày này ngày kia. Rồi ok ha. Thì chúc anh em mình xem video vui vẻ ha. Ok, subscribe ủng hộ kênh nha cả nhà. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều.